Gia đình là phải hát mà một câu để tặng mẹ các bạn ơi. Nãy giờ ca sĩ hát được quá nhiều luôn. Thầy theo yêu cầu của gia đình gửi tặng nha các bạn. Sao dòng lệ của con cứ mãi tuôn rơi. Oh!
gì lấy dương chào dịch biệt lên cụ lần sau cuối. Thân ái chào tạm biệt quý vị khách mặt trong tang lễ hôm nay. Thank you.
Rồi về. Rồi nó đem về nó mà. Rồi về. Đi về. Rồi đi về. Bên bắn anh đang mua lửa bên đội quân Trung Dân bắn. Ông nào? Anh Trung á. Để anh để có miếng xin. Đang gọi em mà. Đang hết rồi. Thôi mà đi ngay luôn. Rồi về 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 về. Ai về cùng mấy anh em về luôn. Rồi khu dân cư thành lập luôn. Rồi chuẩn bị đi đám nữa mấy bạn ơi. Giờ chúng tôi sẽ làm một cuộc hành trình đi về khu dân cư thành lập nha. Thành lập của dòng người Kiên Giang nha. Rồi mấy anh em lên xe chuẩn bị hết rồi nè. Rồi khởi hành qua đám mới luôn. Đây có những con lộ là lộ đất nha các bạn. Rồi anh em già đi trước nha, đi đám mới. Tiếp tục. Thì xuống ghe nha các bạn ơi. Ở đây xa cái chỗ ghe quá, nó bị khuất, mình không quay được cho mấy bạn. Rồi má nha. Đi 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 đi. Rồi thôi giờ anh em cũng đã đi hết rồi, mình đi luôn mấy bạn ơi. Rồi tạm thời mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn nha.